Chào các bạn nha, trong cái video ngày hôm nay Cường có cách chia sẻ với các bạn cách làm món bún đậu mắm tôm. Và đặc biệt là trong cái món bún đậu mắm tôm ngày hôm nay là có thêm cái chả cốm nữa các bạn. Cái chả cốm này làm nó dễ nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Cái lớp bên ngoài thì nó giòn các bạn, của cái cốm nè. Đây, lớp bên ngoài thì nó giòn và bên trong thì cái phần thịt á, ăn rất là ngon. Đó, mình có thịt ba rọi nè, ba rọi luộc nè, trắng phau luôn các bạn thấy không. Bún ha, và ăn kèm với rau. Rau thì thường sẽ là rau kinh giới nè, tía tô, những loại rau thơm và chén mắm tôm. Hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn cái công thức chuẩn để mình pha mắm tôm làm sao ăn cho nó ngon nhất luôn nha các bạn. Đây mình có bún nè, rồi cái này là đậu hũ chiên, rồi chả cốm. Đây thịt nạc, thịt ba rọi. Đây sau cùng thì chan cái phần mắm tôm lên. Cường cũng khích mời các bạn nha. Hôm bữa mình làm á là mình không có làm cái chả cốm, nên là hôm nay mình chia sẻ cho các bạn thêm cách làm món chả cốm này. Có chả cốm mà ăn với lại bún đậu mắm tôm á là mới ngon nha. Nếu như mà các bạn thích món bún đậu chả cốm mắm tôm này thì hôm nay Cường cũng có sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Và để làm cái món bún đậu mẹt mắm tôm chả cốm này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đầu tiên là cái phần tại bún ha các bạn ha. Bún là bún tươi nè, sợi nhỏ. Rồi bún đậu thì đây là đậu hũ, thì mình sẽ mua cái loại đậu này. Đậu hũ thì các bạn có thể tự làm ở nhà cũng được, cũng dễ nhưng mà nó mất thời gian, nên là hôm nay mình mua cái đậu sẵn này. Thịt thì các bạn có thể dùng thịt ba rọi nè, thịt giò, thịt bắp giò đó các bạn, hoặc là thịt nạc dăm. Những cái loại thịt này thì nó mềm, mình ăn sẽ ngon hơn. Chút nữa mình sẽ đem đi luộc. Về cái chả cốm á, thì nguyên liệu của nó chính gồm có 3 cái. Một là giò sống, hai là cá thác lát, và ba là cái phần cốm xanh. Cốm xanh này nè các bạn. Đây nè, cái chữ cốm dẹp xanh nè. Cái này thì các bạn có thể là mua trong siêu thị hoặc là ở chợ, ở đâu cũng có bán hết. Cái này nó bán rất là phổ biến. Nếu như mà các bạn không muốn ăn cá thác lát thì các bạn có thể thay bằng thịt nạc xay cũng được nha các bạn. Nhiều người thì họ thích ăn cá thác lát để cho nó thơm và nó hơi dai dai. Còn nếu mà các bạn muốn chả mình nó ít dai hơn thì các bạn có thể thay bằng thịt nạc xay. Nói chung đều được hết. Và rau sống thường thì sẽ là rau thơm, ví dụ như là kinh giới nè, rồi rau húng thơm và tí tô. Ngoài ra thì các bạn cần thêm một ít chanh, ớt, tỏi và hành tím. Ngoài ra thì một cái nguyên liệu không thể nào thiếu được để pha cái mắm tôm cho nó ngon á là rượu. Cái này rượu của ba mình mua. Cái rượu này á, thì các bạn có thể thay bằng rượu trắng hoặc rượu gạo cũng được. Một chút nữa khi mà pha mắm tôm á, mình sẽ cho vào để nó kiểu như nó làm tái đi cái mắm tôm á các bạn. Thì mình ăn nó sẽ thơm hơn, nó ngon hơn nha. Đó, cho một chút xíu rượu vào để pha mắm tôm. Đầu tiên về cái phần cá thác lát và cái giò sống này, khi mà mua về thì người ta đã để lạnh cho mình rồi. Nhưng mà khi mà mua về á, thì các bạn nên cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là khoảng 20 phút trước khi mà mình đem ra mình ướp gia vị và mình quết. Cái cá thác lát và cái giò sống này nếu mà các bạn để nó nguội thì nó sẽ bị bở, nó không dai nha. Trong thời gian đó thì mình cũng sẽ đi sơ chế cái phần thịt rồi sơ chế rau nha. Rồi bây giờ để luộc thịt thì các bạn bắt lên một cái nồi nước như thế này, chờ cho nước nó sôi lên thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng giấm. Một cái muỗng này nó khoảng 10ml đó các bạn. Có một chút xíu giấm vào thì mình luộc cái thịt mình nó sẽ trắng hơn. Để cho thịt mình luộc xong nó thơm thì mình sẽ cho vào đây là một củ hành tím ha. Các bạn đập cho nó dập ra mình cho vào. Khi luộc thịt thì các bạn phải luộc với nước sôi thì thịt mình nó mới ngon. Các bạn đừng có luộc lúc nước lạnh nha. Và luộc thịt thì các bạn cũng luộc nhiều nước để cho cái miếng thịt nó ngập trong nước. Thì như vậy thì cái miếng thịt của mình nó không có bị đen. Nếu mà các bạn luộc thịt mà các bạn để cho cái miếng thịt nó nhô lên khỏi mặt nước nè, thì cái thịt nó sẽ bị đen đó. Thời gian mà các bạn luộc cái miếng thịt này nè thì nó còn tùy độ dày độ mỏng, nhưng mà thường thì khoảng từ 25 đến 30 phút ha các bạn ha là cái miếng thịt mình nó sẽ chín. Lúc đó mình sẽ đem ra mình cho nó vào trong một cái thau nước đá. Khi nào mà mình ăn thì mình cắt ra. Và để cho cái thịt luộc mình nó đậm đà hơn thì các bạn có thể cho vào đây khoảng 1/2 thìa cà phê muối hoặc là 1 thìa cà phê muối cũng được nha. Về cái đậu hũ này nè, nếu mà các bạn muốn tự làm thì các bạn phải ngâm đậu nành. Ví dụ như các bạn ngâm khoảng từ 200g đến 300g đậu nành, các bạn ngâm qua đêm xong rồi mình xay. Mình xay xong mình lấy cái nước mình nấu rồi mình đổ cái nước muối giấm vào á. Thì mình cũng đã có cái video mình chia sẻ với các bạn cách làm đậu hũ này rồi. Cái đậu hũ nếu mà các bạn mua cái loại làm sẵn như thế này á, thì mua về thì nó sẽ ướt ha các bạn ha. Mình phải lót cái khăn giấy mình thấm cho nó khô đi, chút nữa mình chiên. Các bạn để cho đậu hũ nó nghỉ khoảng 10 phút rồi mình mới chiên nha. Rồi về cái cốm này khi mà các bạn mua về thì mình sẽ rửa sơ ha các bạn ha. Rửa thật là nhanh luôn. Tại vì khi mà các bạn rửa lâu á, cái cốm sẽ hút nước vào, nó làm cho cái cốm bị nhão. Cốm này các bạn có thể là trộn với lại cái dừa bào á, mình ăn cũng được, đường nữa.
thì mình cho nó khoảng từ 50g ha các bạn ha, 50g, 70g gì đó. Cái hành tím mà sau khi mà mình bầm rồi mình sẽ cho vào trong cái phần cá thắt lát và giò sống luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu gia vị ha. Tiêu thì mình sẽ cho là một thìa cà phê vung tiêu luôn cho nó thơm. Mình sẽ cho vào đây là một thìa cà phê hạt nêm. Nước mắm thì mình sẽ cho là một cái muỗng này nước mắm thôi nha các bạn, khoảng 10ml thôi. Tại vì một chút mình còn chấm với cái mắm tôm á nên là mình không cần là phải nêm cho nó mặn. Rồi cuối cùng là đường thì các bạn cho mình là một thìa cà phê đường. Rồi mình sẽ cho cái phần cốm dẹp vào đây luôn ha các bạn ha, cái cốm xanh nè cho vào luôn. Rồi bây giờ chỉ việc là các bạn trộn đều cái phần này lên, phần cốm, phần giò sống và cá này nè lại với nhau. Sau khi mà trộn xong rồi mình cũng cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh lại nha các bạn. Các bạn để khoảng ít nhất là phải 30 phút rồi mình mới đem ra mình chiên được. Tại vì sau khi mà mình trộn xong á, nó sẽ bị nguội. Nó nguội thì nó sẽ không có dai, nên là mình phải cho nó lại vào trong ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà các bạn muốn làm cái chả cốm mà cho nó có lớp bên ngoài nó giòn á, thì một chút sau khi mà mình trước khi mình chiên á, thì mình sẽ lăn qua cái phần cốm đó rồi mình chiên. Còn nếu mà các bạn muốn làm cái chả mà nó không có cái lớp cốm bên ngoài á, thì có thể là mình hấp cũng được, hấp xong rồi mình chiên, hoặc là các bạn có thể chiên sống cũng được. Nhưng mà ví dụ như nếu mà các bạn làm mà ăn không hết á, ví dụ như hôm nay mình làm nó nhiều đi, mình ăn không hết thì mình hấp ha, hấp cho nó chín xong rồi các bạn cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh mình bảo quản, khi nào mà ăn thì lấy ra mình chiên. Về cái cách làm chả cốm này nè các bạn, thì mỗi nơi, mỗi vùng miền hay là mỗi gia đình thì lại có cái sở thích khác nhau. Ví dụ như cái lượng nhất là ví dụ như cái giò sống hôm nay mình dùng là 300g và cá thì là 200g, rồi 50g cái phần chả cốm xanh. Nhưng mà có người thì họ lại thích không thích cá mà họ thích thịt nạc xay. Rồi có người thì họ lại muốn ăn cái chả cá thắt lát á, nó nhiều hơn, cái cá thắt lát nó nhiều hơn để nó thơm cái mùi cá hơn. Thì cái đó cũng còn tùy nha các bạn. Ví dụ như các bạn, nếu mà các bạn theo, nhưng mà theo mình á, thì mình thấy là ví dụ như khoảng 3 lạng giò sống thì 2 lạng cá thôi là ngon rồi. Còn các bạn nếu mà các bạn không thích cá thì mình thay bằng nạc xay cũng được. Cái cá thắt lát này nè, nếu mà các bạn trộn nó dai á, trộn rất là mỏi tay luôn á. Trộn xong rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn nha, mình trộn khoảng 5 phút là được rồi. Rồi bây giờ để chiên cái đậu hũ á, thì mình bắt lên một cái chảo dầu ha các bạn ha. Chờ cho dầu nó nóng nóng lên rồi mình thả đậu hũ vào. Đậu hũ thì mình cắt miếng ra. Một miếng nó dày khoảng 1cm là được nha các bạn. Các bạn chiên khi nào mà nó vàng hai mặt là được. Đây cái thịt sau khi mà luộc xong rồi á, thì mình chuẩn bị một cái thau như thế này, các bạn đặt vào một ít đá nha, đá lạnh á, rồi mình cho nước vào. Rồi bây giờ mình chỉ việc chờ cho miếng thịt nó nguội rồi mình sẽ cắt ha các bạn ha. Thấy miếng thịt nè, trắng đẹp ghê không? Rồi bây giờ mình sẽ đi hấp cái phần chả ha các bạn ha. Chả sau khi mà mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 30 phút, 20 phút, 30 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi hấp. Thì các bạn có thể là mình cho nó vào trong một cái hộp thủy tinh như thế này. Nhưng mà để cái chả mình thơm hơn thì các bạn có thể chuẩn chào cậu. Chuẩn bị thêm một ít cái lá chuối. Nếu mà không có lá chuối cũng không sao. Rồi bây giờ mình sẽ múc chả cá mình cho vào. Trường hợp mà chả cá mình nó bị dính á, thì các bạn có thể thoa một ít dầu ăn lên cái muỗng nè, rồi mình ém nó xuống để cho nó chặt á các bạn, thì nó sẽ không có dính nữa. Thì hấp thì mình cứ một lần mình hấp cho nó hết luôn, rồi mình cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khi nào ăn á, thì các bạn chỉ việc lấy ra mình chiên thôi. À, cái này thì các bạn có lá chuối các bạn dùng, còn không có cũng không sao ha. Bây giờ mình sẽ đặt nó vào trong cái nồi và chuẩn bị đem hấp. Hấp thì mình cho một ít nước ha các bạn ha, rồi các bạn đặt cái vỉ lên. Hoặc là nếu mà không có cái vỉ thì các bạn kê cho mình một cái chén hay là một cái dĩa vào cũng được nha các bạn. Để khi mà hấp chả cái hơi nước nó không có nhiễu vào trong chả, thì các bạn có thể lấy một cái nắp nhỏ hơn mình đậy lại như thế này ha. Thì cái hơi nước khi mà nó bốc lên nó không có nhiễu vào trong cái chả mình, cái chả mình nó sẽ đỡ bị cái hơi nước nó làm cho nó bủng dạng chả đi. Nhiều bạn hấp chả không có đậy lên á, không có đậy kín kỹ á, thì cái hơi nước nó vào nó sẽ làm cho cái chả mình nó bị mềm. Ok, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và bắt đầu là mình hấp. Hấp chả thì nó khoảng từ 45 phút nha các bạn. Tại vì cái hộp mình nó cũng hơi nhiều á, nó khoảng 500g lận, nên mình hấp khoảng 45 phút. Còn nếu mà các bạn làm cái chả mà nó mỏng hơn thì mình hấp khoảng 30 phút thôi là được rồi. Nói với nhiều khi á, nhiều bạn góp ý mình á, là khi mà làm bếp nè, nên đeo cái bao tay vào. Mình thấy cái ý đó cũng hay á các bạn, cũng tốt á, nhưng mà mình thấy hơi khó làm. Nên là thôi rửa tay cho sạch sẽ ha, rồi mình cắt cũng được, cắt nó mỏng. Chứ còn mà đeo bao tay vào cắt khó lắm các bạn, nó cứ trơn trơn kiểu gì á. Đó, những cái miếng ba rọi nó mỏng mỏng như thế này nè các bạn ha. Cái dây hôm nay mình mua thì nó cũng hơi nhỏ, dây to thì nhìn nó sẽ đẹp hơn.
Rồi bây giờ để pha cái mắm tôm á, thì đầu tiên các bạn phải đi giã cái phần tỏi và ớt cho mình nha, khoảng 5 tép tỏi rồi 2 trái ớt, ăn cay nhiều thì mình cho nhiều ớt. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi pha mắm tôm, chanh thì mình cũng cắt lát luôn rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho là một muỗng canh mắm tôm. Nếu mà nhà các bạn không có cái muỗng canh thì mình để cái số gram bên dưới các bạn pha theo nha. 50 gram ha, và một muỗng canh mắm tôm thì mình sẽ cho là 3 phần tư muỗng canh đường. Đây mình sẽ cho là 3 phần tư muỗng canh đường. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ bắt vào đây cho mình là một muỗng canh nước cốt chanh. Rồi một muỗng canh nước cốt chanh ha. Đó tổng là 105g, 105, 106g. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần đường, chanh và mắm tôm này lên với nhau. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn cho mình là một thìa cà phê rượu trắng, khoảng 1 phần 2 cái nắp này nha. Khi mà các bạn cho rượu trắng vào, các bạn để một hồi thì nó sẽ bay hết cái mùi rượu đi, các bạn đừng có lo là nó bị nồng cái mùi rượu. Hồi trước mình không biết, nhưng mà về sau này mình tìm hiểu thêm á, thì có nhiều người chia sẻ là nên cho thêm một khoảng một thìa cà phê rượu trắng vào, nó sẽ dậy cái mùi mắm tôm rất là nhiều. Mắm tôm thì cũng có nhiều loại lắm các bạn, có mắm tôm Bắc nè, mắm tôm Thanh Hóa, thì mỗi cái loại sẽ có cái độ mặn khác nhau. Thường là mình sử dụng mắm tôm là mắm tôm Bắc ha. Đây cái mắm tôm Bắc này các bạn, chữ mắm tôm Bắc nè. Đó, cái nhãn hiệu của nó là như thế này. Làm mắm tôm thì mình nên giã các bạn, mình không nên bầm ha. Giã ăn nó ngon hơn. Rồi, vậy là xong cái chén mắm tôm mình ăn bún đậu rồi đó. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn và thơm mùi mắm cực kỳ luôn. Về cái phần chả cốm này nè, sau khi mà hấp rồi á. Đây, hấp rồi ha, bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Thì thông thường người ta để cắt nó miếng nó dẹp dẹp á các bạn, xong rồi chiên ăn ha. Thì hôm nay mình cũng vậy luôn, mình không có cắt nó dẹp dẹp ha. Có lá chuối và nó thơm lắm luôn đó các bạn. Cái này nếu mà không có cái lá chuối thì nếu mà các bạn có lá sen á, nó còn thơm hơn nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn mua không có lá chuối, không có lá sen luôn, thì cái việc cho nó vào trong một cái hộp thủy tinh chịu nhiệt á, rồi mình hấp thôi. Hồi trước đây mình làm á, nhưng mà mình không có làm chả cốm, thì có nhiều bạn gợi ý cho mình á là bún đậu mắm tôm mà ăn không có chả cốm là ăn nó không ngon. Nên là hôm nay là mình làm thêm cái chả cốm này chia sẻ với các bạn. Ha, ăn tới đâu mình cắt tới đó đi, còn cái phần này mình cứ việc để cho nó nguội rồi mình cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh, hôm nào mà ăn lấy ra mình nấu tiếp ha. Chả cốm sau khi mà mình cắt nhỏ nhỏ ra rồi á, thì bây giờ mình chiên thôi. Bạn nào muốn ăn cái miếng nó dẹp thì mình cắt dẹp, muốn ăn cái miếng nó xéo thì cắt xéo. Đó, sau khi chiên chả cốm xong là coi như là xong rồi đó các bạn, làm cái phần mắm tôm rồi nè, chiên đậu luôn rồi nè, cắt thịt luôn rồi nè, chuẩn bị là dọn ra và ăn thôi. Rồi vậy là đã hoàn thành xong cái món bún đậu mắm tôm mà hôm nay cựu cách chia sẻ với các bạn rồi. Rất là kỹ, rất là chi tiết luôn. Từ cái cách mình chiên đậu nè, rồi làm cái chả cốm này, rồi pha mắm tôm và luộc thịt, cắt thịt làm sao cho nó ngon. Ăn thì mình sẽ ăn với lại bún ha, mình cho vào chén rồi mình ăn kèm với những thứ này. Hoặc là thường là mình cho vào tô rồi các bạn trộn lên mình ăn. Nếu như mà các bạn thích món bún đậu mắm tôm này thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.